mình về mình nằm không yên với nó đâu. Rồi mày nằm Bình Hưng Hòa thử coi. Bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ mày mốt mà 70-80 tuổi mà bây giờ mà còn gì cộng kêu tôi về Bình Hưng Hòa tôi nằm hả? Thôi đồ mày khỏi đi. Xe tải chạy ầm ầm bấm chuông tin tin. Mẹ ở bên này có 10.000 đô à. Ô mẹ 20.000 vô nằm đồi trăng thanh gió mát. Mẹ đến tuần có người vô lao bia mộ sạch bon, khỏi cần gia đình gì hết á. Mẹ đóng một cái gối duy nhất cà vô nằm đồ trăng thanh gió mát, chim chóc đồ y như công viên sạch sẽ, không nằm nằm đơn chí. Tôi nói thiệt cái đó nó thiệt á. Còn mấy người thì ok, có thể là mấy chú bác suy nghĩ khác. Còn đối với tôi, ô mẹ đến lúc mà chết mẹ nó rồi về nằm nằm đơn chí. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người ta chẳng đặng đường ta mới khổ, nghe lời mấy dịch cộng mẹ. Bây giờ mình gì rồi mình đi về làm chi nữa? Ok, có thể về ok người thân người thương của mình kỷ niệm thì đúng, mà nói về ở mẹ cái đó không phải nơi mình ở. Ok, nơi mình đẻ ra, nơi mình sinh ra, nơi mình để mình nhớ đúng, mà không phải nơi ở ở chi. Mẹ bây giờ ngon lành ở bên này, mẹ đi máy bay mẹ cả trơn chửi chết mẹ mày luôn á, đúng không? Mẹ đi chích ngừa vaccine năn nỉ, mẹ đi chích đi cô đi chú, mẹ vô có người sơ sơ tay còn gì cộng, mẹ đi vô năn nỉ ngược lại nó, tôi mắc mớ gì về đó làm gì, về đó để lại nó hả? Tự nhiên cái bị lệ thuộc luôn, mới có cái cục của mày toàn là ba cái đồ quỷ này, còn mẹ xương ba cái đồ này nó có con mẹ gì đâu phải lệ thuộc nó chứ, đúng không? Bây giờ tôi nói quý vị thử đi, bữa nào tôi nói thiệt để tôi rảnh tôi đi vô tôi quay cái nghĩa trang cho quý vị coi. Ôi mày nghĩa trang bên này nằm mát chết mẹ, ở trên đồi xương nhà có tiền 20-30 ngàn bạc à. Ôi mày đã, đúng không? Bây giờ có tiền đóng mẹ nó 100% đi mua mẹ miếng để dành trên đồi đó đó, rồi mày đến lúc mình 80-90 tuổi lên cho nó nằm sướng chết mẹ. Ok, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ cờ bay phấp phới, rồi mày sáng ra chim kêu dượng hót, rồi mẹ nai thỏ sóc xung quanh mình mát mẻ, khỏi cần gia đình khỏi thằng nào chăm sóc đó, đến giờ có người tới cắm bông mùa nào cũng có hết, sạch sẽ thơm tho. Hỏi quý vị ở đó mẹ không có chùm khế ngọt nào hết trơn á. Ok, khế ngọt bây giờ cái giống nó đi qua bên nước ngoài hết rồi, Israel đồ này kia không à, ừ Anh Quốc ăn lê đồ không à, chứ còn khế ngọt rồi mày đâu có đến phần của tụi mình đâu, mẹ của tụi mày hết rồi, tụi mày dành mẹ nó hết rồi, đúng không? Giờ tôi nói quý vị vậy, còn mấy Việt cộng mẹ suốt cuộc đời nó đất có đi đâu, mấy nhất là mấy hồ kiều với mấy Việt cộng con á, cái đám Việt cộng ruộng á, em cái cha đất ở tổ gì đó chứ về cho tụi mày đồ, mày tụi mày đè đầu tụi mày quýnh tao à, về để cho tụi mày, mẹ tới sân bay tụi mày quạnh hẹ tụi mày đòi lấy 5 đô 10 đô 20 đô à, về để cho tụi mày đồ mới cài hả? Ông ta ở bên xứ bên các nước mẹ chơi xe cổ à, thích gắn cái máy 8.000 phân khối đồ mới tao chạy ngoài đường, đất có nào hỏi tao hết á. Mẹ đi ra đâu muốn chơi cái xe 8.000 phân khối gắn vô, muốn gắn 800 cái đèn, mày muốn gắn kèn, muốn gắn cái con mẹ gì mày chạy ngoài đường mày suốt cuộc đời không có công an có cảnh sát nào hỏi hết á. Mẹ đi lên làm giấy tờ có 15 phút à, có 40 đô la à. Mẹ xe mày muốn chế cái gì trên cuộc đời chế, hỏi quý vị không ở ở đâu. Mẹ muốn du thuyền không, có tiền không, chạy xuống mua mẹ nó một chiếc. Mẹ muốn chạy không, muốn chạy tới cỡ nào. Mẹ xuống mua lần 30-40 cây, cả 100 cây để trong nhà đó, mẹ thích bắn đi bắn, ai làm gì nhau. Đúng mẹ hỏi chút xíu sách có cây dao bị lớn ra ngoài đường. Cái này hung khí, vũ khí quần què gì. Mẹ hát bài nhạc cũng kiểm duyệt tới lui, muốn chơi, muốn nhậu, muốn cái gì đó. Con bên này muốn đi máy bay đi, mẹ muốn đi xe tăng đi, mẹ thậm chí muốn bắn đại bác 105 ly cũng được nữa. Ai nói gì mình, miễn sao đi làm mẹ đóng thuế ngon thôi. Ok, hãnh diện người Việt Nam là gì? Là mẹ sống ở bên các nước, mẹ đất có nào đụng tới mình nữa đó. Đi làm bổn phận vận sự của một công dân là người tốt rồi. Mẹ lúc đó mới là đó. Thằng nào nói khổ tụi mày về bên đó mẹ nó hết đi, tụi mày ở gì cộng đi. Mẹ một tháng nó ra nó xếp hàng đầy nhóc của mày kia cơ, đúng không? Bây giờ tôi hỏi vị đời sống gì này, tôi đi qua bên Mỹ trong túi có 40 bạc đó, đó bây giờ 30-40 cái chiếc xe trong nhà nè, mẹ muốn chơi cái gì, mẹ muốn cái gì nữa? Cái chỗ nào nó đem lại cái hạnh phúc cho mình, chỗ đó là đường quê hương của mình ở vậy thôi, mình chỉ có thương đồng bào, mẹ ở trên đó mình muốn cho đồng bào hiểu được cái chuyện đó là như vậy. Mẹ con người ta sống cái quyền được sống đó, mẹ khích cái quyền sống đó, cái đó quan trọng lắm á. Người ta không nói thôi, người ta không nói tức là không phải là người ta không biết. Tôi biết có nhiều người ta không nói, tại vì sao? Ok, người ta có kẹt công ăn chuyện làm ở Việt Nam, người ta kẹt bà con dòng họ bên đó, kẹt mẹ già con thơ, kẹt chồng con, kẹt này nọ, người ta không nói. Chứ không phải là người ta không biết.